Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang dinhdu.vn, vnexpress. net vov.vn và nhân dân.vn. Tin thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối 15 tháng 9. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh từ thanh quá đến thừa thiên huế có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh các tỉnh thành phố đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và dông vài nơi trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh khu vực tây nguyên và nam bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Sáu vận động viên Việt Nam nghi dương tính với đô binh ở SEA Games 31 có thể bị tức quy chương ở mọi nội dung. Một lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, Việt Nam đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu B đối với một số trường hợp vận động viên nghi dương tính với đô binh tại SEA Games 31. Trong số này có cả trường hợp vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Trong trường hợp bị xác định sử dụng đô binh, vận động viên sẽ bị tước huy chương, cấm thi đấu theo quy định của Cơ quan Phòng chống đô binh thế giới, (WADA). Một huấn luyện viên lâu năm lo ngại, trường hợp vận động viên này tham gia các nội dung đồng đội thì sẽ ảnh hưởng cả thành tích tập thể. Do kết quả thi đấu của vận động viên này ở tất cả các nội dung tham gia đều bị quỷ. Hiện có thông tin vận động viên do thiếu hiểu biết, sử dụng thuốc trong quá trình tập luyện dẫn đến dương tính với chất cấm. Đây là điều rất đáng tiếc bởi theo một cựu vận động viên nổi tiếng ở môn điền kinh. Vận động viên luôn được hướng dẫn kỹ về vấn đề này, đặc biệt các vận động viên chuyên nghiệp, khang thuốc hiếm, Bộ Y tế vào cuộc. Ngày 14 tháng 9, lãnh đạo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế sẽ đề xuất với chính phủ để có cơ chế đặc thù đối với việc mua sắm, dự trữ một số loại thuốc hiếm đảm bảo nhu cầu điều trị. Trước thực tế tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện lớn thiếu các thuốc giải độc, Bộ Y tế cho biết đang hướng dẫn các bệnh viện đặt đơn hàng, cục quản lý dược sẽ tìm nguồn cung, Hiện bệnh viện đã giao cho các chuyên gia đậu ngành thống kê lại nhu cầu thuốc hiếm, thuốc giải độc, đồng thời bệnh viện cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế đề xuất thành lập kho dự trữ các thuốc hiếm. Kho dự trữ này có thể đặt ở một trong số bệnh viện có đơn vị điều trị chống độc ở ba miền để sẵn sàng điều phối đến các bệnh viện toàn quốc khi có người bệnh cần sử dụng. Được biết hiện cục quản lý dược đã cấp giấy phép nhập khẩu một số huyết thanh kháng độc đắng cho nhu cầu điều trị đặc biệt của các bệnh viện, nhưng chưa thấy có đề nghị đối với huyết thanh kháng độc đắng cặp đìa. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. WHO nhận định bây giờ là thời điểm chấm dứt đại dịch COVID-19. Ngày 14 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thế giới đang ở thời điểm thuận lợi nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Lãnh đạo WHO nhấn mạnh hiện đang là thời điểm tốt nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19 và mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay. Dù sẽ có những làn sóng lây nhiễm trong tương lai song thế giới đã có trong tay những công cụ như vắc xin phòng bệnh, thuốc chữa bệnh để ngăn chặn bệnh trở nặng. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Tedros cũng cho biết số ca mắc bệnh đậu mùa khí hiện đang có xu hướng giảm nhưng các nước vẫn phải cảnh giác vì hiện chưa phải lúc để lơ là. Buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch, Mỹ vào danh sách xuất hiện virus bại liệt có nguồn gốc vắc xin. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết tổ chức y tế thế giới WHO đã đưa nước này vào danh sách các nước xuất hiện virus gây bệnh bại liệt có nguồn gốc từ vaccine. Đến nay đã có khoảng 30 quốc gia vào danh sách này. Thuốc kháng virus mới có thể ngăn chặn lây truyền virus SARS-CoV-2 Thuốc kháng virus mới có thể ngăn chặn lây truyền virus SARS-CoV-2 Các nhà khoa học đang phát triển phương pháp điều trị mới vừa giúp giảm lượng virus vừa hạn chế sự lây lan của COVID-19. Hơn hai thập kỷ trước, tiến sĩ Quyberger, điều tra viên cao cấp của Viện Blackstone, lần đầu tiên đề xuất ý tưởng về các hạt gây nhiễu trị liệu. Tiếp để điều trị virus thay vì nhắm mục tiêu trực tiếp vào một phần của virus. Bằng cách đặt bộ máy nhân bản vào bên trong tế bào, các hạt tiết có thể ngăn virus tạo ra nhiều bản sao của nó. Các chuyên gia cho rằng số lượng virus phát tán tỷ lệ thuận với mức độ lây nhiễm. Nếu giảm sự phát tán virus, số lượng người tiếp xúc thứ cấp có khả năng bị nhiễm bệnh cũng giảm rất nhiều, do đó sẽ làm giảm sự lây lan virus nói chung và giúp giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương. Các thử nghiệm điều trị bằng tiết với các biến thể của SARS-CoV-2 như chủng Delta và chủng VKA1 đều cho hiệu quả tương tự. Thưa quý vị, chia sẻ cảm xúc sau khi nhận lại chiếc ví có 4.000 đô la Mỹ cùng một số nữ trang, tiền mặt và giấy tờ tùy thân từ năm tài xế taxi ở cà mau, nữ Việt kiều Mỹ thốt lên rằng: người cà mau hiền lành, dễ thương vô cùng. Sự việc xảy ra chiều 11 tháng 9 khi anh Phong chạy xe taxi chở khách đến nhà thờ tắc sậy, nằm trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh bạc liêu thì nhặt được một chiếc ví. Lúc này, anh Phong đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp người đánh rơi nên điều khiển phương tiện về gia đình rồi trình báo vụ việc đến công an xã Tân Hương Đông. Trong thời gian này. Anh Phong đăng tải thông tin trên lên các trang mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ nhân chiếc ví trên là chị Quỳnh Như, quốc tịch Mỹ. Trước sự chứng kiến của cơ quan công an, anh Phong đã trao trả lại chiếc ví cho chị Như trưa 12 tháng 9. Hành động không tham của rơi của nam tài xế taxi Nguyễn Hiền Phong 24 tuổi, ngụ ở xã Tân Hương Đồng, huyện Cái Nước khi trao trả lại chiếc ví có 4.000 đô la Mỹ cùng một số tiền mặt, nữ trang và giấy tờ tùy thân cho nữ Việt kiều Mỹ, được nhiều người tán thưởng. Thưa quý vị, khu rừng ngập mặn rú chá xã Hương Phong, thành phố Quế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với không gian trời, mây, nước ở đây đã cùng hòa quyện tạo nên một khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng. Vào mỗi dịp thu về, cảnh sắc rừng ngập mặn rú chá xã Hương Phong, thành phố Quế lại được phủ sắc vàng rực rỡ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp của rừng cây chá. Rú chá là rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm trong hệ đậm phá Tam Giang, với diện tích khoảng 5 hectare, toàn bộ rú chá có chức năng ngăn mặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đất liền, ở giữa khu rừng ngập mặn có một tháp bê tông được xây dựng kiên cố phục vụ quan sát, quản lý. Đứng trên đỉnh tháp, toàn bộ đầm phá Tam Giang được thu trọn trong tầm nhìn, cánh vật hiện lên hùng vĩ, mênh mông tuyệt đẹp. Nếu muốn tản bộ thì có thể men theo các con đường bê tông nhỏ để ngắm nhìn những bộ rễ chá đặc trưng của loại cây này. Ngắm những cây chá soi bóng xuống mặt nước, từng chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ khiến ai nấy thấy bình yên và thêm yêu thích khu rừng ngập mặn quan sơ này. Khu rừng ngập mặn rú chá cùng với không gian trời, mây, nước ở đây đã cùng hòa quyện tạo nên một khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng. Rú chá, cùng tè và khu vực phá tam giang thuộc địa phận thành phố Huế được kỳ vọng mang đến các hoạt động khám phá, tham quan, trải nghiệm du lịch thú vị cho du khách. Thưa quý vị, từ sông Ninh tới Trường Giang, những dòng sông chinh phục du khách nhờ vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ. Sông Amazon nằm ở Nam Mỹ có chiều dài lên tới 6.992 km và lưu lượng nước lớn nhất thế giới, lưu vực sông là rừng rậm Amazon, lá phổi xanh của trái đất, với hệ động thực vật phong phú, ấn tượng. Sông Ninh chảy qua Ai Cập không chỉ là dòng sông dài nhất thế giới, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca với nền văn minh nhiệm màu dọc hai bờ sông. Ngày nay, du khách có thể trải nghiệm các chuyến đi bằng du thuyền hoặc thuyền buồn xuôi dòng sông Ninh. Sông Brahmaputra bắt nguồn từ Tây Tạng Trung Quốc, chảy qua Ấn Độ có dòng nước xiết cuồng cuồng chảy, với cảnh sắc phong phú biến đổi dọc hai bờ. Sông Mê Công chảy qua nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á, đem lại sự trù phú, tươi tốt cho hai bờ. Bạn có thể đi dọc sông qua những bản làng, vùng đồng rừng xanh biết hai các thành phố lớn nhộn nhịp. Trường Giang vắt ngang lãnh thổ Trung Quốc là sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới với cảnh đẹp ngoạn mục và vị trí quan trọng trong kinh tế, văn hóa. Dòng sông Douro nối bốc tô của Bồ Đào Nha với xa lơ mành cờ của Tây Ban Nha sẽ đem lại cho du khách một chuyến đi tuyệt vời giữa những hải cảng quý vị thân mến. Bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.